Chào mừng các bạn đến với Tech Channel. Các bạn có muốn tự chế tạo ra một chiếc xe ô tô điện 4 bánh cho riêng mình? Để chế tạo ra một chiếc xe ô tô điện không hề dễ dàng. Tuy nhiên, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn chi tiết từng bộ phận và cách để chế tạo ra một chiếc ô tô điện. Đầu tiên, trong video này mình sẽ giới thiệu tới các bạn bộ cầu sau và chiếc động cơ liền cầu, một bộ phận rất quan trọng để chế tạo ra chiếc ô tô điện. Đầu tiên, các bạn hãy xem bộ cầu sau này hoạt động như thế nào. Và bây giờ mình sẽ cho nó hoạt động. Thì đây, đây chính là chiếc chân ga để điều khiển tốc độ cho chiếc động cơ kia, hay cũng chính là chiếc chân ga để điều khiển cho chiếc xe mà các bạn sẽ chế tạo có thể di chuyển. Và bây giờ mình sẽ nhấn chân ga. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nhấn chân ga. Và mình sẽ nhả ga. Và bộ cầu sau và chiếc động cơ này còn có thể chạy nhanh hơn. Tuy nhiên là do mình không có giá đỡ chắc chắn, mình chỉ kê tạm thời thôi, cho nên mình sẽ không thể làm cho nó chạy nhanh được, vì có thể nó sẽ văng ra bên ngoài. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu tới các bạn từng bộ phận của bộ cầu sau và chiếc động cơ liền cầu này. Thì đầu tiên, như trên tay mình đây, chính là một chiếc chân ga ô tô điện. Chiếc chân ga này sẽ được kết nối tới chính là bộ điều khiển. Đây chính là bộ điều khiển không chổi than 60V 1000W. Tại sao lại sử dụng 60V 1000W? Do chiếc động cơ kia là chiếc động cơ không chổi than. Chiếc động cơ kia của mình thì là chiếc động cơ 60V 800W. Cho nên để điều khiển được chiếc motor kia, mình phải sử dụng một bộ điều khiển không chổi than 60V và nó có công suất là 1000W. Chiếc động cơ có công suất 800W thì bộ điều khiển mình phải sử dụng lớn hơn, mình sử dụng bộ điều khiển 1000W. Đây là bộ động cơ liền cầu. Đây là bộ động cơ liền cầu với cầu sau V-Sai. Chiếc động cơ này thì có một cái dây như thế này, và cái dây đó sẽ có 3 dây chính. Ba dây này chính là ba dây ba pha của động cơ và một dây điều khiển. Dây này sẽ được kết nối tới bộ điều khiển không chổi than này qua một cái rắc như vậy. Ba dây này sẽ được kết nối tương ứng màu với ba dây trên bộ điều khiển, và hai dây đỏ đen này sẽ là dây cấp nguồn cho bộ điều khiển này. Trên bộ điều khiển này còn có 3 dây, hay là một chân 3 dây đỏ vàng đen này. 3 dây này chính là dùng để kết nối tới chân ga, hoặc nếu như các bạn chế xe 3 bánh thì có thể sử dụng tay ga. Tiếp theo đó chính là một sợi dây màu đỏ. Các bạn có thể quan sát kỹ, đây là một sợi dây màu đỏ. Sợi dây màu đỏ này sẽ kết nối trực tiếp
sẽ kết nối thông qua một cái chìa khóa và kết nối tới nguồn 60V. Đây chính là dây cho phép xe có thể hoạt động hoặc động cơ có thể hoạt động. Chiếc cái sợi dây màu đỏ này sẽ kết nối với một ổ khóa dùng để bật tắt chiếc xe. Và tiếp theo đó chính là hai sợi dây, một sợi dây màu xanh và một sợi dây màu đen như thế này. Hai sợi dây này khi các bạn không đấu chung, khi các bạn không đấu chung hai sợi dây này với nhau thì động cơ sẽ chạy theo chiều tiến, tức là làm cho xe chạy tiến, và khi các bạn muốn xe đi lùi các bạn sẽ sử dụng một công tắc tiến lùi, sẽ sử dụng một công tắc để lối hai dây này lại với nhau thì xe sẽ đi, thì bộ điều khiển sẽ điều khiển cho động cơ quay ngược trở lại. Và khi mà động cơ quay ngược, tức là đi lùi, thì sẽ đi với tốc độ chỉ bằng một nửa tốc độ của chiều tiến. Và ở đây, bộ cầu sau của mình có một điểm đặc biệt. Đó chính là mình sử dụng bộ cầu sau với hai số có thể thay đổi tốc độ nhanh chậm. Đây là số nhanh. Kéo về đây sẽ là số lùi, sẽ là số chậm. Thì với bộ cầu sau này, đây là bộ cầu sau phanh cơ. Và bộ cầu sau này thì có một cái hộp vi sai nằm ở đây gắn liền với động cơ, và nó giúp cho xe di chuyển một cách an toàn khi vào cua. Thì trong video tiếp theo mình sẽ tháo bộ vi sai này ra để các bạn xem bên trong bộ vi sai này là như thế nào. Bộ cầu sau V-size này của mình với bộ động cơ liền cầu có kích thước là 90cm, tức là bộ cầu sau 90cm cộng với mình sử dụng hai cái lốp như thế này thì tổng chiều dài của bộ cầu sau này sẽ là 1m, và mình sẽ chế tạo một chiếc xe với bề rộng là 1m đủ thoải mái để có thể hai người ngồi. Tại sao phải có cầu V-size và cầu V-size dùng để làm gì và có cấu tạo như nào? Thì video tiếp theo mình sẽ tháo hộp cầu V-size ra để cùng tìm hiểu về nó. Mời các bạn tiếp tục xem video tiếp theo của mình. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.